Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình làm video này muốn giới thiệu cho tất cả các anh em có một cái cách làm nâng cái điện áp 5V của các cái cục sạc điện thoại iPhone này các bạn thành điện 6V, 9V, 12V hoặc là 15V nếu các bạn muốn vẫn được hết và lấy được điện áp cao nhưng mà dòng nó vẫn ổn định các bạn. Rất là tốt, mình đã làm và hôm nay muốn giới thiệu cho anh em cùng nhau làm các bạn nha. Trước hết các bạn phải mở cái cục sạc ra để xem linh kiện bên trong và chúng ta bắt đầu làm. Muốn mở cái này các bạn dùng cái thanh sắt mỏng này các bạn tách đều bốn phía dưới cái chân này các bạn nha. Sau khi tách đều là nó sẽ ra được. Ra được cái nắp rồi thì các bạn nhẹ nhàng kéo ra các bạn nha. Toàn bộ bên trong nó như thế này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Mình sẽ tìm cái vị trí và mình sẽ kích cho nó lên. Và các bạn cùng theo dõi nhé. Mở ra được rồi á, các bạn sẽ nhẹ nhàng tách hai cái bo ra hai bên riêng biệt để sẵn sàng cho việc tìm cái vị trí linh kiện mà mình ở đó. Mình sẽ thêm vào một cái VR để thay đổi cái chỉ số vôn ra theo mong muốn các bạn, và cái điện trở đó nằm dưới cái cuộn giấy này các bạn ơi. Mình sẽ dùng chì hàng nhả cái cuộn dây đồng này ra ở các vị trí chân hàng này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chân hàng này các bạn, là mình sẽ dùng chì để nhả, chì nhả, bột chì nhả hàng đó các bạn. Mình sẽ hàng vào đây. Dùng bột nhả chì này các bạn nhé, mình lấy ra một viên sẽ hàng vào và nhả đúng vào các cái vị trí của cái chân chì này, 6 cái chân này các bạn nhé. Khi nào đồ nóng nó vừa đủ là nó sẽ tự động ra được các bạn. Cuộn dây đồng các bạn nối như thế này giống mình nhé, để dễ kiểm soát, dễ gắn cái VR này vào, nhất là dễ dàng nhìn và chỉnh được cái VR này các bạn nhé. Quan trọng nhất là có thể thấy được cả cái vị trí của cái điện trở hồi tiếp để gắn cái VR này vào các bạn. Xin các bạn nhìn kỹ nha. Tiếp tục mình sẽ cho cái VR này vào. Gắn như thế nào thì đơn giản thôi các bạn. Giấy màu đỏ là chân giữa của VR 5K này, mình gắn vào chân số 3 của con chip này các bạn. Chip nguồn này, chân số 3. Giấy màu đen này mình gắn vào mạch chung của cái bo này. Còn giấy màu xanh dương, xanh blue này, xanh lục này mình sẽ gắn vào dương của cái diode nguồn hồi tiếp. Chỉ vậy thôi các bạn, có sơ đồ kèm theo. Các bạn nhìn đó mà làm cho đúng nha.
sau khi mà gắn được cái VR 5 kilo ohm này vào đúng vị trí để cân chỉnh á, thì chúng ta có được cái sản phẩm như thế này. Và tư thế này sẵn sàng cắm điện để điều chỉnh điện áp ra ở đây các bạn, muốn bao nhiêu vôn tùy ý các bạn. Và mình muốn nhắc lại cho các bạn là VR này phải nối đúng vị trí, đó là dây màu đỏ là chân giữa nối vào chân số 3 của con IC này các bạn, theo sơ đồ các bạn nha. Hai chân còn lại là các bạn nối vào một chân mát và một chân dương của cái điện áp hồi tiếp này. Chỉ như vậy thôi các bạn nha. Các bạn hãy nhìn vào sơ đồ để làm giống mình, là tự tin hoàn toàn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện 220V AC vào hai sợi dây mình đã hàng sẵn đây để hưởng thụ cái thành quả mà có thể điều chỉnh điện áp ra của cái cục sạc iPhone như mong muốn các bạn ơi. Giờ là lúc mình sẽ cắm điện và chỉnh cái VR để thay đổi điện áp ra của cái cục sạc iPhone này các bạn nha. Và để thuận tiện cho việc làm mà mình sẽ cắm điện á, thì mình đã thay cái phích dây này bằng hai sợi dây này cho nó đơn giản các bạn nha. Và sẽ cắm cái bảng đồng hồ đo này vào cái cổng sạc điện thoại để đo vôn cho nó tiện lợi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắm nè. Các bạn chú ý theo dõi nha. Đây là chính là thành quả đây các bạn ơi. Đỏ rồi. Đang là 5V các bạn nha. Sau khi mình nối cái VR này vào với một vị trí nào đó, nó đang nằm ở mức là 5V. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho các bạn xem nó thay đổi lên xuống như thế nào, các bạn theo dõi nhá. Mình sẽ kẹp cái này. Bây giờ mình chỉnh lui là nó giảm vôn các bạn ơi. Nó giảm, đang giảm nè. 3 mấy vôn này các bạn, 3.7V này. Nếu các bạn muốn thấp thì các bạn văng xuống các bạn nha. Bây giờ mình sẽ văng lên lại nha. Cho nó lên lại 5V rồi các bạn nha. Và tăng hơn 5V nè các bạn. Các bạn theo dõi nha. 6V rồi các bạn ơi. 7V rồi các bạn ơi. 8V đó các bạn, cao nhất là 8V. 8V các bạn nhé. Cái VR này mình đang để cái thang là cao nhất là 8V các bạn nha. Và các bạn có thể thấy cái VR khác nó sẽ cao lên tới 9V, 12V các bạn nha. Và các bạn dùng thoải mái. Bây giờ mình chỉnh lại lần nữa nha, về 5V nè. Mình dừng lại các bạn nha. Và chỉnh xuống nữa nè các bạn nha. Dưới 5V nè. Rất thoải mái luôn các bạn ơi. Rồi mình cho lên lại các bạn nha. Như vậy là cục sạc điện thoại iPhone nguyên gốc của nó là 5V. Bây giờ chúng ta có thể chỉnh lên được dưới 5V và trên 5V một cách thoải mái các bạn ơi. Các bạn muốn bao nhiêu thì dừng lại nha. Mình dừng lại 6V nè. 6V các bạn. Mình sẽ cho nó lên tầm 7V các bạn nha. 7V các bạn. Rất thoải mái các bạn ơi. Và lên hơn nữa cũng được các bạn nha. Ngưng 8V các bạn ơi. Sắp chỉ 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn ơi. Cái VR này của mình là nó để ở mức tối đa là như vậy rồi. Các bạn có thể thấy VR này
10 ký, 20 ký hoặc 50 ký là có cái tâm trình nó rộng hơn các bạn á, nó sẽ cao hơn 84 á. Rồi, như vậy là đã thành công phương pháp thay đổi điện áp ra của cục sạc iPhone các bạn nha. Các bạn cứ làm là được các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công giống mình nha.